Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi nổi của ngày hội tổng quân cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 6 tháng 3, huyện Vũ Quang đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Lễ giao quân diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn nhưng đã tạo được sự phấn khởi cho các tân binh và đông đảo nhân dân. Lễ giao quân ở huyện miền núi Vũ Quang vinh dự được đón đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện cùng đông đảo thân nhân, bạn bè của các tân binh. Thời tiết diễn ra thuận lợi nên ngay từ sáng sớm, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở các địa phương cùng người thân, bà con nhân dân đã cùng với các tân binh tề tựu tại sân vận động trung tâm huyện, chuẩn bị cho ngày hội lên đường. Cảm xúc của em thì rất hồi hộp và phấn khởi để lên đường nhập ngũ. Thì em cũng tự hứa mình là sẽ vào trong quân đội, sẽ nỗ lực hết mình, rèn luyện để học tập và nâng cao kiến thức. Được lệnh là được giao chỉ tiêu là 5 thanh niên nhập ngũ đợt này, trong đó có 3 quân sự và 2 công an. Thì trước khi để lên cái chỉ tiêu giao như vậy thì cấp ủy chính quyền là cũng đã tuyên truyền vận động để các thanh niên là có cái hướng để là sẵn sàng lên đường nhập ngũ, để đảm bảo cái chỉ tiêu mà kế hoạch giáo quân của huyện cũng như của tỉnh đề ra. Đến thời điểm này là anh em đã hăng hái và phấn khởi lên đường. Đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ chính thức bắt đầu. 36 thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ lần này đã có mặt đầy đủ, quân trang chỉnh tề, nghiêm túc, tinh thần phấn khởi, tự hào đại diện cho tuổi trẻ toàn huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó, thực hiện tốt niềm tin mà cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và người thân gửi gắm, nhất là phát huy tốt truyền thống của quê hương cách mạng Cần Vương, Phan Đình Phùng và các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trước khi lên đường bố khuyên con vô đóng là nắng mà nói gương các người các cha anh đi trước làm tốt tròn nhiệm vụ cấp trên giao cho. Thế đối với Đức Bông thì được giao chỉ tiêu là 3 và có 1 dự phòng là 4. Thì về mặt công tác tổ chức cũng như công tác động viên thì xã đã tổ chức liên hoan từ xã đến thôn xóm và các cái đơn vị là chủ động liên hoan động viên thanh niên. Và tại thời điểm giao quân thì chúng tôi đã có mặt 4 đồng chí để tiếp nhận cùng đoàn, cùng huyện để giao quân. Tại buổi lễ giao quân, nhiều tiết mục múa, hát, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng của quân và dân trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc được cất lên, làm cho không khí tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ thêm sôi nổi, thúc giục. Những giọt nước mắt, những vòng tay, món quà biển trịn trao nhau phút tiễn biệt, không làm xa xuyến bước chân lên đường của người lính trẻ. Đợt giao quân này, huyện Vũ Quang có 36 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 30 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, còn lại 6 thanh niên đi nghĩa vụ công an. Các tân binh được biên chế về Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Tổng cục 8 Bộ Công an. Để đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân, huyện Vũ Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt các quy trình tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, nên trình độ văn hóa, chính trị của các tân binh năm nay cao hơn các năm trước. Các đơn vị nhận quân đánh giá cao, nhất là tinh thần hăng hái lên đường của các tân binh và công tác tổ chức lễ giao quân. Em rất tự hào được cống hiến tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc và khi tham gia vào trong đơn vị thì em sẽ cố gắng hết mình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm nay ở huyện Vũ Quang tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân thì một là cái thời gian, rồi công tác tổ chức, rồi là về số lượng chất lượng của chiến sĩ mới rất là bảo đảm rất tốt. Hai là tổ chức lên nghi lễ của buổi ra quân hoành tráng và tạo sự tin tưởng cho các chiến sĩ mới cùng với bà con nhân dân ở trên huyện nhà của huyện Vũ Quang. Trước khi lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương đã đến tận các gia đình thăm hỏi, động viên, tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi. Đặc biệt, 36 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ đã được các tổ chức đoàn thể giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.
đây là điều kiện rất tốt để các tân binh tiếp tục vào các đơn vị phấn đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực chính trị của bản thân để có được những cơ hội phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang, cũng như sự trưởng thành hơn trên các chặng đường công tác sau này. Tại buổi lễ, sau khi ngọn lửa truyền thống cách mạng được thắp lên đài lửa và những lời căn dặn gửi gắm của lãnh đạo huyện Vũ Quang được trao gửi, các tân binh đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể, người thân, bạn bè tặng hoa, quà, chúc lên đường chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và người thân tin yêu gửi gắm. Lễ giao nhận quân tại huyện Vũ Quang đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chỉ tiêu, thời gian, chất lượng, an toàn, tạo được không khí vui tươi, hồ hởi cho các tân binh lên đường nhập ngũ, được lãnh đạo tỉnh, đơn vị nhận quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. Theo kế hoạch đã triển khai, thì anh em đã tất cả vào cuộc các ban ngành, đặc biệt là cơ quan quân sự, rồi cơ quan công an đã chủ động, tích cực, chuẩn bị mấy ngày liền và tiến hành buổi lễ đúng theo kế hoạch, đúng trình tự, bảo đảm an toàn và đặc biệt là giao quân đủ quân số, đủ chỉ tiêu và đủ chất lượng đề ra. Qua cái buổi lễ giao nhận quân thì các đại biểu của tỉnh cũng như các đại biểu đơn vị về nhận quân đã đánh giá cái buổi nhận quân diễn ra đúng quy trình, đảm bảo uy nghiêm, đảm bảo thời gian và có chất lượng. Với truyền thống của quê hương cách mạng Cần Vương, tinh thần anh dũng hy sinh của các thế hệ cha anh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tin tưởng rằng các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang. Thưa quý vị và các bạn, đảm đang, chịu thương chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế, mạnh dạn sáng tạo trong xây dựng vườn mẫu. Đó là những nhận xét mà người dân dành cho chị Nguyễn Thị Nga, thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Câu chuyện về tinh thần chủ động sáng tạo của chị Nguyễn Thị Nga sẽ là nội dung cuối của trang địa phương ngày hôm nay. Sau những ngày tất bật thu hái cam xuất bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị Nguyễn Thị Nga, thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh lại tiếp tục bắt tay vào làm cỏ, bón gốc cho cây cam đơm hoa kết trái. Trong nắng xuân ấm áp, vườn cam nhà chị lại đua nhau nở hoa trắng xóa, báo hiệu một vụ mùa trữ quả. Đây là thành quả sau hơn 10 năm nay, gia đình chị Nga đào đất lật cỏ, khai hoang đồi núi trọc và cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng cam. Bước đầu bắt tay vào trồng cam, gia đình chị Nga đã gặp rất nhiều khó khăn, từ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, nhân lực lao động. Tuy nhiên với bản tính siêng năng cần cù, mạnh dạn trong đầu tư, cùng với sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tín chấp cho vay vốn, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, tham quan các mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài huyện, dần dần đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn. Khi gia đình tôi ra riêng thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, đó là về kinh tế. Về kinh tế rất khó, thiếu vốn, nên là chị em phụ nữ đã đến động viên gia đình tôi là cho vay vốn ngân hàng. Đến thời điểm này vườn của nhà tôi đã gần 300 cây, đã thu hoạch được một nửa, còn một nửa sắp thu hoạch. Tổng thu nhập của hàng năm đó là 180 triệu một năm. Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, xen lẫn trồng cam, chị Nguyễn Thị Nga còn trồng thêm nhiều loại cây ngắn ngày như nghệ, gừng, hành tăm, hồng không hạt và đồng thời tiến hành trồng giàn trải cây cam hàng năm. Cách làm này đã giúp chị tận dụng tối đa sức lao động trong gia đình, không phải thuê mướn ngày công và nhất là đã giải quyết được bài toán thiếu vốn. Sau nhiều năm đào đất lật cỏ, đến nay vườn cam của gia đình chị Nga đã có hơn 300 gốc, trong đó hơn 150 gốc đã cho thu hoạch. Đi đôi với trồng cam, gia đình chị Nga còn chăn nuôi 3 con bò, hàng trăm con gà, hàng năm cung cấp một lượng lớn phân chuồng, giảm được chi phí mua phân hóa học để bón cho cây, góp phần làm tăng tuổi thọ cho cây cam. Đồng thời, gia đình còn sản xuất hơn một mẫu đất lúa và hoa màu để lấy lương thực, phục vụ chăn nuôi. Đầu năm 2017, chị đã được chính quyền và Hội Phụ nữ xã tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng vườn mẫu. Vốn là người đảm đang, lại được khuyến khích, nên trên cơ sở hiện trạng sẵn có, được hướng dẫn quy hoạch vùng, chị đã trồng và lắp đặt hệ thống vườn rau sạch
cùng một số nội dung cần thiết như hàng rào xanh, trồng hoa, cây cảnh, bố trí vật dụng sinh hoạt. Đến cuối năm 2017, vườn của gia đình chị Nga đã được công nhận đạt tiêu chuẩn vườn mẫu cấp huyện. Chị Nga thì là một chị thì xuất phát từ hai vợ chồng là thuần nông. Trong cái hoàn cảnh của chị là mới sinh ra, rồi con đang nhỏ, nhưng mà chị là luôn luôn tận tạo lao động. Hai vợ chồng bảo ban nhau, chúng tôi thì đến thì chị cũng là một lần hướng dẫn thì chị các chị đều là chấp hành và làm rất tốt. Sáng năm thì chúng tôi cũng xây dựng thêm một cái số vườn mẫu nữa, nhưng mà cũng là lấy đấy là một cái mô hình điểm để có thể là đưa chị em và một số cái gia đình đăng ký vườn mẫu đến để học hỏi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đi đầu trong xây dựng vườn mẫu, chị Nguyễn Thị Nga còn là hội viên phụ nữ gương mẫu, tiên phong trong các phong trào của địa phương, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cung ứng giống, tư vấn khoa học kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế vườn đồi, giảm nghèo nhanh, bền vững. Ngoài ra, chị còn là người vợ đảm đang, nuôi dạy con cái chăm ngoan, kính trên nhường dưới, quý trọng tình làng, nghĩa xóm, là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình 503 sạch trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.